mẹ. Đèn á? Đâu đồ đâu để xe làm việc? Anh xin cái tờ ấy. Đỗ gọn vào đã, anh có biết quy trình xử lý vi phạm chính không? Đỗ gọn vào chỗ nào cảm thấy an toàn nhất. À rồi, ok nhất chị anh. Dừng lấy giấy tờ giữa đường. Đâu, hình ảnh đâu, video đâu? Đây đổ lát, đây coi cắt ảnh lên. Thằng Long ngồi trên cầu kia đúng không? Đó, đó, đó.